Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của nhóm Red Velvet, Seungri và Irene. Đó chính là ca khúc Monster. Trước khi bắt đầu video thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể subscribe kênh YouTube của Bin cũng như là follow Instagram của Bin nha, để chúng ta có thể dễ tương tác hơn. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ đặt qua 1 và 2 và 3. Và là mình sẽ nhúng tại chỗ, hai tay mình sẽ mở như vậy. Mở ra như vậy, 2 đi. 1 và 2 và 3 và 4 và 5. Mình đặt tay vô là mình sẽ mở cái chân ra. 5, 6 và 7, 8 và 1. Ok, 2 đi. 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6 và 7, 8 và 1, 2 và 3, 4. Phần tay mình sẽ để như này, 4. Rồi, lại nha. 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6 và 7, 8 và 1, 2 và 3, quay 4, 5. Ok, rồi sau đó mình lướt tay qua. Phần chân mình giống như đang trượt về vậy đó mọi người. Phần tay mình sẽ xoay như thế này. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ đặt qua 1, 2, 3, 4, 4, 5 và 6 và 7 và 8 và mình sẽ bước cái chân đó mọi người. Bước cái chân mình sẽ nhúng xuống 5 và 6 và. Rồi sau đó đặt tay qua thung thung thung. Thung thung thung. Hấp phần vai lên. Thung thung thung. Phải và phải. Mình đánh qua nè mọi người. Ok, rồi sau đó đưa tay hai lần. Đưa tay. Rồi phần chân mình sẽ đặt. Ok, rồi mình sẽ đếm lại nha. 2 đi. 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6 và 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 5 tạ 6 tạ. Đặt tay lên đầu, chỉ vô đầu. Monster, monster, monster. Ok, và mình sẽ đi không? 1, 2. Phần người của mình sẽ ập xuống dưới nè. 1, 2. Rồi, 4 lần. Lần tiếp theo mình sẽ ập cái tay xuống. Ok, lại nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4. Rồi, sau đó mình sẽ đặt hông qua bên phải và vuốt phần tay xuống, lên ngực, sang đầu và đưa lên. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và. Ok, rồi mình sẽ đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I'm a little monster. Ok. Ok, chuẩn bị. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 8, 4, 8, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Monster. 1, 2, 3, 4, 5.
và rất mong là thông qua video của Bin thì tất cả các bạn sẽ có thể học được đoạn chorus của ca khúc Monster. Quên like và chia sẻ video giúp Bin nha tất cả mọi người. Ok, nếu mà mọi người muốn học bài nào ở những video sau thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và làm theo nha. Kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye. Nhớ subscribe nha.